cả nhà ơi, sau khi Việt Hương được make up da rất căng mịn bởi cushion của Hương Thị, thì bây giờ sẽ chỉ cho các bạn nha, một người và diễn viên khi lên sân khấu hoặc là lên quay hình là cái da phải sáng bừng, wow. Cho thích hợp cho cái vai diễn. Hôm nay thì tôi nói một cái vai diễn được làm người đẹp và người sang. Đây, muốn đẹp extra wide của Hương Thị là bật tông da, mịn da. Cho các bạn coi một vai trước nha. Chất kem nè, mềm mịn, thấm thật nhanh, thơm như phun nước hoa vậy. Đặc biệt có bling bling, hút ánh sáng, wow. Làm cho mình sáng và đẹp hơn. Các bạn thấy da bật tông hẳn rồi phải không? Extra wide của Hương Thị mua 1 được 3, vì chúng ta được thêm một bộ tắm trắng nữa. Lẹ tay nha mấy chị.